Sắp tiếp tục về Roland VAD 503 nha anh chị nha. Trước mặt của anh chị đây là một bộ vài bộ trống Roland VAD 503. Anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu sử dụng cái dòng VAD 503 như thế này, vui lòng hotline 0386 282 707, địa chỉ của shop Tân Lập Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. VAD 503 đi cùng chiếc kit KD 200, đường kính là 20 inch. VAD 503, anh chị nào có nhu cầu thì cứ inbox nha anh chị nha. Hàng về, hàng cập nhật tiếp tục liên tục tại shop nhà cũ Roland Thiên Tài Bình Thuận. Thì những dòng chống VAD 503 như thế này, cái bộ 503 thì bên trong nó chỉ bao gồm là hai tom nha anh chị nha. Một kích KD 200 và tom 1 là BDA 100. Tom tiếp theo chúng ta sẽ có pho tom là pho tom BDA 100F. Đường kính là 14 inch. Kích Roland KD 200 20 inch. Bên shop em cập nhật rất là nhiều các sản phẩm về chống Roland. Hiện tại thì bên em nhập về cái dòng VAD rất là nhiều. Hiện tại thì VAD ở shop hình như là đang có full các bộ luôn nha anh chị nha. 503, 504, 506, 507, 706, bên shop đều có đủ các model từ tầm trung cho tới tầm cao cấp. Có sẵn tại shop các mặt hàng luôn nha anh chị nha. Anh chị nào mà chúng ta quan tâm thì chúng ta inbox để bên em báo giá, vì giá cả cũng như là giá thành nó tùy vào phụ thuộc thời điểm nữa nha anh chị nha. VAD 503, VAD 504, VAD 506, VAD 507, VAD 706. 706 là model cao nhất của dòng Roland về VAD nha anh chị nha. Các sản phẩm thì bên em luôn cập nhật liên tục, cũng như là các model của trống thì hiện tại bên em đang về các dòng VAD rất là nhiều, cho nên là anh chị nào mà quan tâm tới các bộ trống thương hiệu Roland dòng VAD thì chúng ta cứ hotline 0386 282 707, địa chỉ của shop anh chị tới trải nghiệm Tân Lập Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Cảm ơn anh chị Sài Gòn luôn tin tưởng tin dùng có hàng từ shop nhật cũ Roland Thiên Tài Bình Thuận em rất là nhiều. Mọi nhu cầu, mọi thắc mắc anh chị có thể hotline để bên em tư vấn nha. Rồi, thì đây là dòng 503. Trong những clip trước em đã có cập nhật về các dòng 507, 506 cũng như là 504, và đặc biệt hơn đó là VAD 5. Đặc biệt hơn nữa đó là VAD 706. 706 là model cao nhất mà được rất là nhiều anh chị chúng ta thích, nhưng mà giá thành khá là cao, vì set đó nó tới vài trăm triệu. Còn những dòng này thì nó vừa tiền hơn nha anh chị nha. Gần 100 thôi chứ chưa tới 100 ha. Thì những bộ VAD á, hạt que chúng ta còn phải mua thêm, đó là hạt que hi-hat, hạt que snare, hạt que pearl, hạt que để chúng ta đập kích nữa nha anh chị nha. Thì những phụ kiện đó là chúng ta thiết yếu cần mua thêm. Bên trong thùng của những bộ VAD nó có như thế nào thì chúng ta khi khui ra thì nó sẽ đầy đủ như thế. Còn những phụ kiện thiết yếu chúng ta cần mua thêm đó là những phụ kiện chân để chúng ta đạp hai hết nè, chân để cái chống snare và bàn đạp để chúng ta đạp kích và ghế dùi. Đó là những phụ kiện mà thiết yếu chúng ta cần mua thêm. Hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần tới. Chúc tất cả quý anh chị có những buổi xem clip thật là vui vẻ và hạnh phúc. Mọi nhu cầu, mọi thắc mắc anh chị hotline theo số hotline cũng như là địa chỉ em vừa nêu trên. Hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần tới. Bye bye.